Thực ra thì mình đi tham gia để có những người anh em của mình, nhưng mà những người anh em vãi rồi. Vãi rồi. Vãi rồi. Mình là người còn lại cuối cùng, cố gắng đại diện cho tất cả. Với tiểu sử của em và những cái dòng nhạc em theo đuổi, thì em được theo huấn luyện viên Easy. Em đánh với rap được chưa? Tham gia rap được tầm khoảng 3 năm. Tại sao em lại lựa chọn nó buổi casting ngày hôm nay? Thực ra thì mình đi tham gia để cho những người anh em của mình, nhưng mà những người anh em của mình vãi rồi. Vãi rồi. Mình là người còn lại cuối cùng, cố gắng đại diện cho tất cả. Đến để cổ vũ nhưng mà lại là giành suất quốc quanh em, thì em có cảm thấy như thế nào? Thực ra thì mới đầu em cảm thấy rất là may mắn. Cuối cùng thì em cảm thấy được mình có khả năng, và em mong là ban giám khảo sẽ có thể được cái phòng sau này. Đã có mặt ở đây rồi thì em có mong muốn là mình về đội của huấn luyện viên nào để vào vòng trong không? Em cảm thấy cảm thấy thì em rất là thích, nhưng mà với tiểu sử của em và cái dòng nhạc em theo đuổi, thì em được theo huấn luyện viên Easy. Tiểu sử thì em có thể chia sẻ một cái về tiểu sử đó của em không? Thì lại là hồi trước em cũng có tham gia vào một nhóm nhạc khác trước khi em thành lập lên Singapore. Thì có hoạt động theo những cái dòng nhạc như kiểu Uzi và Intoliver đang làm. Em mong là mình có thể có phần nào đấy để có thể cho đội huấn luyện viên Uzi có thêm những đồng đội mạnh mẽ. Hình như là em cũng có từng có những sản phẩm âm nhạc chia sẻ trên mạng hả? Còn em cũng có một cái channel, đó là Singapore, em cũng có trên SoundCloud để check ở trên đó, xem những cái sản phẩm của mình và đầu tiên này. Em có đặt một mục tiêu cho mình ở trong rap Việt không? Mục tiêu của em là kết nối được với mọi người và đi sâu nhất có thể thôi. Việc vào đây của em là quá may mắn và có bất ngờ. Sở trường rap của em là gì? Em thường nói về những vấn đề trong xã hội và những cái vấn đề mà những người anh em, những người bạn bè của em không thể chia sẻ được với ai, chỉ chia sẻ với em thôi, và em cũng dùng những câu chuyện này để kể cho mọi người nghe. Thì có rap lớp được không? Em có. Chị tưởng em chỉ rap xã hội không thì không biết rap lớp, có thả tính được. Em thích tất cả thể loại luôn. Thả thích có anh Vin không? Thực ra thì anh Vin là tầm rất là cao rồi đấy. Mình cũng đang cố gắng để có thể là nghe nhạc của một người đó, nhưng mà cũng người mà em rất là thích và em đã gặp và giao tiếp rồi, anh Gốc. Em cảm thấy là anh Gốc sẽ là một ứng thủ rất là nặng ký và cũng rất là hay trong năm nay. Có thể chia sẻ một chút tại sao lại là anh Gốc không? Mình cảm thấy được khi mình nghe nhạc anh Gốc thì mình có thể liên hệ với bản thân mình một chút, và có thể những cái điều anh ấy nói cũng là những cái điều mình đã trải qua rồi, nên là mình rất là thích anh Gốc khi mà vài những bài nhạc của mình. Thế nhưng chị khi chị gặp anh Rob thì chị hai rất là cảm động ấy. Rất là nhiều năng lượng. Anh Rob cũng rất là nhiều năng lượng. Anh Rob và anh Thành Rob là hai người mà khi mà chung với nhau ở trên một sân khấu thì đốt cháy sân khấu. Vậy trong những người đàn anh đó, ai em là người xứng đáng đồng đội nhất? Nếu thành đồng đội chắc chắn là anh Rob rồi. Vẫn là anh Rob. Rồi, em... Anh Rob, chào đào anh Rob. Mong mọi người là luôn luôn tự tin, tin vào bản thân mình và học thuộc lời, và chắc chắn là mọi người sẽ được ghi nhận thôi. Rồi, ok, cảm ơn em.